Đăng ký vậy. Mấy cái bụi chuối này chắc mình phải chờ nó chín rồi mình mới hái xuống mới chặt luôn hả đồng chí Phương? Rồi mấy cái lá chuối phải mang về mà lót vô dĩa này, đồ ăn này nọ, nhìn nó đẹp, nó ngon. Rồi mấy cái cây này mình đi mang đi đâu đồng chí? À, còn những cái bụi cây này ép là sao? Ép bỏ vô khi ép. À là mình bỏ vô thùng rác mình bỏ đi á hả? Bỏ thẳng vô xe ép rác luôn, nặng ép hết xe. Ở bên Úc á, mình thấy có một cái cây, một cái loại cái xe nó nha, nó bỏ những cái cây này vô hả, nó cắt vụn ra nhỏ như cái đốt ngón tay nè, xong rồi nó rải mấy cái đốt vụn đó là xuống con nít nó chơi á. Khu vui chơi dành cho con nít á, là tụi nó đi tụi nó không có té nhiều mà nó lại tốt nữa. Ở đây mình thì không có mấy cái đó. Sóng sánh một buổi chiều, hồng ân Chúa ban. Mấy cái bụi cây này là bụi cây gì vậy anh? Đó, bụi cây đó đó bà. À, bây giờ mình chặt hết thôi bà.